Shopee gõ gì bây giờ ra shop của mình. Rồi, nốt hôm nay thôi, đến đúng 11:59 đêm nay. Nghĩa là sẽ sang ngày 26 ấy. Thì Jin sẽ không bán hàng nữa và Jin sẽ nghỉ ăn Tết. Thì tất cả những cái hàng đặt ấy thì sẽ phải ra sau Tết. Mình lấy được nhá. Thì mọi người cố gắng trong hôm nay thôi, mọi người cố gắng mua hàng của Jin đi. Thì mẫu này đây này, còn rất là ít, còn 6 và 16 áo này. Thật ra Jin thấy đẹp mà, đặt nốt trong hôm nay đi. Ok, thì tất này. Ok, sắp nhá, thông báo các bạn là sắp hết hàng rồi, không còn hàng nữa đâu. Ok, là để đợi ra Tết thôi. Quần này, tất này, giày này, áo này, Jin nói rồi, đôi này khá là thích cho những bạn nào thích đi thấp cổ. Nó là hàng theo, ok. Trên Shopee còn size nào thì nhà mình có size đấy thôi, chứ không còn thêm hàng đâu. Đấy. Ok, thì đôi Indo này này còn rất nhiều, nên mọi người cố gắng trong hôm nay thì xử lý nốt đi. Ok, thì thế thôi, nốt hôm nay thôi. Hứa là nốt hôm nay là không còn cho các sếp mua nữa đâu. Tại vì là phải ra Tết, các sếp đặt hàng phải ra Tết nhận được hàng nhá. Ok, thôi là thế thôi, vào video nào. Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay Jin sẽ đi đâu nhỉ? Hôm nay Jin với bạn ấy sang xe đi chơi. Sẽ tầm này sẽ rất là thú vị ấy. Tại vì hôm trước hai đứa có hẹn nhau là đi lên phố chơi. Nhưng mà hôm nay rất đặc biệt. Đó là gì biết không? Đó là đi chơi nhưng mà đi bộ. Ok. Đấy, thì Jin sẽ phải lên cái đầu Cát Linh này. Đó, xong rồi sẽ đi sang phía bên phố. Nhưng mà đang không biết bạn ý là hẹn nhau ở đâu. Tí mình sẽ hỏi bạn ý xem là hai đứa sẽ hẹn nhau ở đâu ấy. Thì xem xuống ga nào thì bạn ý đón. Chứ thật ra thì mình cũng không biết hào ga nào cả. Ôi, rất nhiều các bạn nữ sinh gà. Giờ mình sẽ dùng con này để quay. Ok. Đây là chiếc áo mà bạn ấy đã mua cho mình. Ok. Đẹp ạ. Khá là đẹp đấy chứ. Bây giờ mình sẽ lên lấy vé, nhưng mà vấn đề là lấy vé bây giờ mà không có tiền thì phải làm sao. Đây có rất nhiều bạn ở đây. Đây có rất nhiều các bạn đang chụp ảnh. Thôi mình không đi chụp ảnh thì mình sẽ chơi. Em muốn mua vé Cát Linh. Cát Linh à? Thì em mua Cát Linh là hay là như nào? Lấy vé. Vâng. Nhưng mà em không có tiền mặt. Không tiền mặt thì không có gì mà. Em chuyển khoản nhá. Chị cho nợ không? Chị cho nợ không? Chị... Nợ. Em cho nợ, chị cho nợ, chị cho em nợ 6.000 không? Tí về em trả, uy tín. Sau đợt tàu Cát Linh đấy thì mình không đi nữa. Đi đúng một lần ở đấy, đợt đi thủ ấy. Thế xong không đi nữa. Bây giờ sẽ... Ai... Điện tàu. Rất nhiều bạn nữa, xinh quá. Wow. Vừa xin phép mà chụp. Để em chụp hộ cho được không? Em chụp đẹp ấy, em chụp cho. Chị cầm cái này là được. Bây giờ mình sẽ quay bên ngoài cho mọi người xem nhé. Please get ready for your ride.
Cái chỗ này mình hay thông chốt lắm mày. À, cái đoạn này mình cực hay thông chốt luôn. Nhìn được vào trong trong kia là cái bãi bãi đấy. Đây xưởng xưởng thuốc thuốc. Tay thỏ, tay thỏ, tay thỏ, mình sẽ đứng ở đây. Mình sẽ đứng ở đây để tí nữa mình móng bạn ý về cái tổ bạn ý đi chậm. Đấy, không thấy bạn, đứng ở đâu. Không thấy rõ ràng tại sao mọi người đi lối này à? Không thấy gọi điện thoại. Con đang đi rồi. 2 hours later. Lời cái đấy gì có mua không? Quay gì mà quay đi. Cầu lại đi. Hả? Nhưng mà cái con này hợp với tớ hả? Nó hợp với em một. Hợp với tớ. Hợp với tớ. Cái này. Hợp với tớ hơn. Anh bảo. Có hợp với tớ hơn. Em thích con này. Okay. Tớ đi đâu? Tớ đi đâu? Giờ đi bây giờ ra xe kỳ bông. Bảo bây giờ ra xe kỳ bông. Đi xe. Đi. Là đi đổ. Cầm đi xe. Ui, chị đấy. Giờ ai mua mà đẹp đấy? Em vừa phải lồng lồng cái tất này, lồng cái nhầm okay. Cái gì dây dày sỏ dây dày, em biết sỏ dày rồi nhá. Thì ôi nhỏ ơi vãi thật. Ừ, em bảo à, em bảo là nó hợp với em. Cầm cầm tớ đeo. Cho bộ cầm về đấy coi nhá, cầm cái này coi. Đeo vào lô đi. Cái gậy anh muốn mua. Đeo đi. Đấy chưa, nó phải gọi là hợp lý. Đây đang ở đèn đỏ. Em bảo đi sớm thì không đi đâu. Giờ đi. Anh lâu la. Cái gì cơ, em mới là người lâu la ấy. Em đợi anh. Bây giờ anh đứng ở kia rồi. Đứng bao lâu rồi ấy, đứng khoảng 30 phút thì gần. Em bảo là anh đến đường là anh gọi cho em. Cảm ơn. Được. Ờ, tối nay phải đèn trước nữa. Trong này có ví đấy, cẩn thận đấy. Có ví. Thế em bảo vệ luôn. Thằng đấy người ta cầm lại người ta giật đi. Mút pha kè thôi. Cái nó nóng mà mất khoai cơ. Quá rồi. Nhà hết mũ rồi. Đồ em. Đây em có cách. Đây. Anh chặn thế. Chặn quá, được chưa? Đi. Thế được rồi. Ừ. Em chưa xem đường. Đúng rồi đi. Đường đây không biết công an nó có bắt không ấy. Tại sao? Không biết công an nó có bắt không. Cái gì bắt công an á? Ừ. Tại sao công an? Đây, đứng ở đây. Đứng trên vỉa hè kia thì không được gì. Nhìn phát biết đường luôn đúng không? Được chưa? Biết đường không? Hai đứa đầy trắng là tránh chạm vào giày nhau nhé. Ờ, được. Nhất trí luôn. Ok, công an. Sao? Kia công an nó bắt. Nó, mình đi bên này nó không bắt gì đâu. Ok. Kia có thằng nhỉ? À, chết nhầm, kia có anh nhỉ? Nhầm, chết lắm mồm. Nhớ, đây. Kia này không biết được không? Không sao. Anh cứ tin tưởng ở em đi. Được. Tớ sẽ cầm hai tay hai máy quay. À giờ em hay cầm hai. Biết là hôm trước chở rồi mà lần này phải uy tín hơn nhé. Đó đẹp không? Đó đẹp. Quá đẹp luôn. Về tay jean không còn chỗ nào để dùng điện thoại nữa rồi. Tại vì một tay cầm 360 và một cái là dùng GoPro. Hai đứa đang đi vào trong phố và có thể hai đứa hôm nay đi chơi chắc là sẽ mệt lắm. Tớ rất là mệt đấy. Chưa đi ăn kêu mệt đấy.
Chẳng thế là đang cảm thấy là rất là mệt. Ôi, người ta mua đào rồi này. Bây giờ bao nhiêu Tết rồi người ta đã mua đào rồi nhỉ? Đây là hai đứa sẽ dừng ở đèn đỏ và... Và nhìn thấy bóng bay ở phía trước không? Kìa bóng bay kìa, thấy không? Thấy đúng không? Nhưng mà mở tay quá. Ui, cẩn thận. Bạn phải cẩn thận chứ. Bạn đang có trọng trách rất là cao cả, đang chở tớ ở phía sau ấy. Anh to quá. Gì mà to? Cái tí. To rồi. Anh kia chở quả bộ bóng bay to vãi trưởng. Cầm mặt tớ. Tí nữa mình đi xe. Đúng. Ê, chính là có xe mà bọn mình đang nói này. Thấy không? Đi đằng trước này đó. Nhanh lên, tôi đang mua lắm rồi. Nhưng mà không biết là 5 giờ hình như là có một chuyến ấy. Một tiếng có một chuyến đúng không? Ừ. Nay hai đứa sẽ cho mọi người đi du lịch quanh cái đất Hà Nội luôn. Ý là trong phố thôi ấy. Nhưng mà đi cẩn thận nào. Đi nhẹ nhàng thôi nhá, con này tôi thấy nó khá là bốc ấy. Đi cứ bị bốc. Ôi kìa, mọi người nhìn thấy không? Jin sẽ trèo lên con xe này. Em thích đi lúc mà nó kiểu tầm nó sáng. Xong rồi nó bắt đầu nó tối dần Được. Ôi, cầm GoPro bỏ tay quá mọi người. Nên là còn mình sẽ phải tắt đi nhá. 2 hours later. Đi đổ xăng đi bạn ơi. Đi đổ đi. Thôi chúng ta phải tìm xem. Ôi, phải bình tĩnh. Có cây xăng nào ở đây không? Hả? Có đoạn nào đổ xăng không? Có à, ok. Đội ngũ phiên bản ZTG nó kiểu bị tốc gió. Ôi, lại bắt đầu. xe chạy tốc độ cao quá. xe đang chạy với tốc độ cao. Ôi, lòng mát này. À nhầm, nhầm lòng mát bên này. Cầu đi như thế này thì không bão thành bão thôi bạn ạ. Nhìn trời đi, có bão rồi. Không phải do em đi, mà là do trời. Sao anh không mang mũ, tao đụng đi. Giấu hơi à? Hôm nay như mang mũ đấy đi. Bình thường anh vẫn mang hả? Bình thường thì nó có chỗ để. Đi này không có chỗ để. Anh có thể cầm. Với cả đi này cho nó thoải mái chứ. Bắt. Ok, lùi xuống. Lại vừa đèn đỏ. Ở đâu? Đây. Lại vừa. Đổ xe lại mát đi, nhanh lên. Có chỗ nào đổ cây xăng chưa? À chết, có chỗ nào đổ xăng chưa? Đổ cây xăng, anh định đảm đổ cây xăng. Đổ xăng. Có chưa? Chắc chắn. À, được. Đây đi đổ xăng trước à? Ừ, hết rồi nó. Lo thì nó tắt bộ rồi. Hả? Thì nó tắt bộ rồi sao? Thế bây giờ hết xăng thì chả tắt bộ thì còn gì sao nữa. Tắt thì tắt chứ còn gì sao. Thì em bảo là đi đổ luôn đấy. Thì bây giờ đi đổ luôn này. Ừ. Đi luôn. Này còn hết xăng thì sao? Ai chả biết thì sao? Em bảo là đi đổ luôn hay là không đúng không? Thôi đi đổ luôn đi, không đến lúc này hết tiền. À, đến lúc hết xăng. Ừ thì đấy, thì em mới bảo là hết xăng thì nếu mà không đổ luôn thì hết xăng đấy. Khổ quá, còn mình nên đi lặng. Ui, nhiều vịt nhở. Ui, rất nhiều vịt luôn. Ui, thiên nga, à nhầm, thiên nga. Nhưng mà
tạp vịt mà sao nó lại thành thiên nga được? Nó phải là tạp nó là con vịt chứ. Ủa. Nó là con vịt chứ. Đó. Con xa không? Không hai đứa lại dắt bộ ấy. Nhưng mà ở đây có chỗ để xe đúng không? Ở đây có chỗ gửi xe không? Đây là chỗ vườn hoa con tóc. Ủa ơi, cái giày tôi vừa tặng cô mà cô đạp như thế à? Đây là vườn đấy không? Không sao, kệ đi. Đúng rồi, đồ tặng mà, kệ đi nhỉ? Ừ. Về mấy là về em gì? Ây 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 ây. Mọi người nghe này. Mọi người nghe nhá. Không phải là cứ xưng anh em, hiểu không? Đi chơi các thứ phải xưng bạn bè cậu tới cho nó nhiều cách xưng hô cho nó thú vị hơn trong cuộc trò chuyện đi. Chứ anh em nghe nhiều bị chán rồi. Chúng ta phải đổi phong cách nói chuyện đi cho nó vui. Ví dụ như kiểu tát cho vỡ mồm luôn. Tát cho bạn không còn một cái răng nào luôn. Cho bạn thay một bộ răng mới của Nhật. Ấy, quất này. Yeah, lâu quá mọi người ơi, có thể là không biết mấy giờ mà có một chuyến đây. Nhưng mà 3 giờ, em bảo 3 giờ là 3 giờ phải có mặt đấy. Không được, tại vì tớ còn nhiều việc ở nhà mà. Tớ bao nhiêu việc ấy, chứ không phải là muốn đi lại đi được đâu. Xa thế. Quá xa luôn. Cho các bạn nhìn góc trên cao của Hà Nội đi trên đường. Ok, đến nơi mình lại quay tiếp nhá. Chúng ta phải mua vé. Wow. Vườn hoa nhỉ, cái này đúng không? Hả? Ừ đúng rồi. Đúng. Tớ không biết đâu. Hỏi chú công an nào. Hỏi chú công an. Ôi sao đi ngược chiều đấy. Đây đường ngược chiều mà. Đấy đâu. Đâu vẫn không đâu. Đây à, vé đây à? Được mua. Phải đi lên hay là mình đi xuống? Xe ở đây. Hả? Không cần, tớ ủi lên cho. Không lên được cái này cao quá, xe gầm thấp à? Siêu xe tầm gốc. Kia có kìa, cậu. Đi vào ngoài đi. Đấy, như này đi. Đi. Để tớ xem. Để tớ ra đây, tớ chỉ điểm cho. Lên đi. Có chỗ lên không? Ui dồi. Cao lắm á. Lên được mà. Hả? Đây, chui đây. Chui được, đọt được. Cúi đầu xuống. Đúng rồi, lọt luôn. Quá lọt luôn. Ok. Giờ chúng ta sẽ đi mua vé. Hiện tại thì mình không còn đồng nào trên người cả. Mình còn đúng 4.000 thôi. Nên là mình sẽ phải đợi bạn kia. Bạn ấy sẽ... Ai là tóc? Ai là... Hay hỏi xem vé. Còn em chưa ạ? 17 giờ 8 phút. À chết, 17 giờ 8 phút rồi. Có anh chị 2 vé. Để xe ở đâu được chị nhờ? Em hết tiền mặt rồi. Chuyển khoản đi. Thôi đứng thầy chuyển khoản đưa tới chuyển. Vé xe này mọi người. Hai người đấy. Đây vé hai người đấy. Đó. Thế này thôi. Ok, bây giờ bọn mình sẽ phải kiếm đồ ăn đã. Đồ ăn đâu nhỉ? Đây hỏi chú này luôn. Chú ơi. Cái cháu hỏi ở đây có nhà nào bán đồ ăn không chú? Đồ ăn vặt đấy. Đồ ăn vặt thì phải đi sang bên chặt tiền này cháu. Phải đi bộ à? Đây đi sang mình đang rồi. Đi bộ thì mình. À vâng. Vâng ạ, chào cảm ơn chú ạ. Nhưng mà sắp đến rồi. Đói vai ngồi không hơn 40 phút.
À, ngồi không hơn 70-80 phút. Chết. 2 hours later. À, đây có bạn đây. Đây có bà bán rồi, Đấy, thấy không? Có đồ ăn là có đồ ăn. Cho cháu mấy cái miếng nào. Cảm ơn cô, cháu say cô à? Ôi trời ơi, cảm ơn cô. Máy đây này, cô để ý máy đây này. Say cô, ăn bánh gì đây con? Còn ơi. Đi không ăn. Ăn bánh gì con à? Tiền em. Thế cháu ăn thử đừng nhá. Nếu mà ngon thì cháu lấy, còn không ngon thì cháu vẫn lấy. Không ngon thì vẫn lấy. Hai loại luôn, có hai loại. Ba loại, có ba loại. Ba loại luôn á? À? Được. Ngó. Lấy hai cái à? Không ngon. Bao nhiêu một cái hả? 20 chục ạ. Vâng ạ. Lấy cái cháu. Mỗi loại 5 cái. Đúng rồi. Không, mỗi loại 10 cái. Mỗi loại 10 cái. Được. Đi 5. Đúng không bác? Anh ăn như thế là anh cũng lộn. À, cháu vừa ăn thử một cái đấy, cô trừ đi nhá. Không lại... Không lại, cô lại bị thiệt. Vâng. 10, 60 nghìn em ơi. Thế cô làm sao cho tròn 50 nghìn đi ạ? Lại bớt ra. Vâng. Bớt cái hoa cúc ra. À chết nhầm. Đây à? Bớt cái vừng ra. Quên, lỡ mồm, đang nhớ đến giờ của cậu. Chào cảm ơn cô. Thấy không? Thấy Jin thông minh không? Đầu nảy xạ. À chết nhầm, nhờ đầu này. Đầu nảy số là phải thông minh. Để bên. Ây rồi, cậu này dám vào đời tớ rồi. Phải rồi đấy. Cậu biết là tớ ghét nhất ai dám vào đời tớ. Thôi chúng ta sẽ ngồi đây ăn một chút. Ăn một chút rồi ăn. Ừ, ăn để lên xe ăn đã. Hả? Sẽ ăn một hai cái. Anh ăn một cái rồi, mỗi người một cái. Không, mỗi người hai cái. Ôi kìa, nó Cầm với sao ấy. Đi Đi lên. Nhanh lên. Chúng ta sẽ đi lên hai tầng. Mời mời tiểu thư. Tớ muốn ngồi ghế đầu đi. Ghế đầu tí quay. Quá lâu. Ghế đầu nó chẳng như kia thì ngồi ghế. Đây ngồi đây. À, chia đồ ăn. Anh ở đây. Anh có cái tai nghe không? Không nghe không? Ở đây. À, có cả tai nghe nhạc à? Có cả nhạc này. Chia ở đấy đi. À. Ủa, thao hồ check in nhá. Lấy điện thoại check in đi cậu. Yeah. Bọn mình đang ở trên trên đâu? Bọn mình đang ở trên trên xe. Phi 2 tầng. Đúng, 2 tầng. Anh không nhớ tên. Nhưng mà bây giờ phải ăn đã. Tôi đang bị đói. Tôi sẽ phải ăn. Ngon. Chút rồi. Ừ. 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 Rồi. Không. Cái bôi vào áo tớ. Cái bôi vào áo tớ. Đang bảo bôi vào áo. Quần. Hello, xin chào mọi người. Đang ở trên tàu. Qua đây là Hà Nội. Đây có thể nhìn thấy Hà Nội rất là đẹp. Đúng là đẹp hơn. Cũng rất là xinh. Đây là cái chẳng gì này. Okay.
just waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. Cause I am happy on this island, thì chúng ta ở đây. Hello. Ơ, thế á, ôi. Nhìn thấy mắt luôn rồi. Ừ, tổng quá. Đẹp, 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 Hà Nội quá đẹp về đêm luôn. Chưa đêm, tí nữa nó là tối hẳn cơ. Nhưng mà không được đi. Hello. Em sorry, sorry. Thế mình ngồi bên kia đi, đối lập cho người ta. Sang bên này nhé, sang bên kia đi. David, David, David. Thầy gọi lại là vì mọi người, nhưng mà mọi người sẽ quay. Các bạn sẽ thấy được cái video này ở trên kênh bạn ý sẽ trước cái vlog này nhá. Chắc chắn là sẽ trước cái vlog luôn. Rất là mất dạy khi mà bạn ý toàn đăng trước ấy. Later. Sau 28, à sau 26 Tết là Dương không bán gì cũng đơn ha. Sau 28 là sẽ không bán gì ở trên Shopee nữa. Mình sẽ khóa cửa hàng nhá. Ra Tết mình sẽ mở lại. Ok. Ủng hộ hết giày đi, nhanh lên. Tết rồi phải có giày mới đi chơi chứ. Quần áo, quần cũng về rồi đấy.
quần quần mẫu đấy uy tín luôn. Áo cũng thế, mua áo đi chơi Tết thôi. Áo này mặc siêu đẹp luôn, chất đẹp. Jean trải nghiệm là thấy ok thì mọi người cũng ôi vãi. Nói chung thì mình thấy mặc thấy ok thì mình nhập bán luôn. Mình sẽ là người trải nghiệm trước cho mọi người ấy. Thấy ok thì sẽ bán cho mọi người luôn. Buồn ngủ quá. Hello. Không ai đi đâu. Em của em đâu? Không rõ anh gì. Toàn anh gì? Đi chơi. Quê Jin. Mình đang cầm máy quay của bạn. Ba trăm người nói đi nào. 300 người đọc comment nhở? Đọc comment á? Ừ nhở. Cứ nói không đọc comment nhở. Tết chị có về quê anh Jin không? Yêu đi. Lật lại đâu? Lật lại á, đấy. Ừ. Lật tí, ấn đi. Mày đâu? Ơ, ngang rồi. Hôm nay Quỳnh không đeo kính cho tớ. Hôm nay không... Á, à, em có kính đây đấy. Đâu? Anh đeo có mà có ơ à, chết tôi để ở xe rồi. Xe có những ai ở đây sẽ được lên kênh vlog của mình nhá. Ừ. Người đây anh đi phát người yêu cho em đi. Ôi trời. À. Cái này vẫn đang quay. Ừ, đang quay. Anh cắt cái này đây. Hello. Quay nhà hàng. Vâng, bạn ấy đang live stream mọi người ạ. Bạn ấy đang live stream nhá, nhưng mà ít người xem. 400 người à? 700. Nó phải lên từ từ chứ. Vấn đề là bây giờ vấn đề là phải hỏi phụ huynh đã, phải hỏi mẹ bạn ý xem bạn ý đồng ý không đã nhá. 15k thơm đi. À, đù. Bây giờ hai đứa sẽ đi ăn. Và đồ ăn của chúng ta vẫn còn. Xem ngán nào thử đấy. Cô cầm điện thoại cậu chưa? Điện thoại em á. Em đang cầm live stream gì? À ừ, quen cho. Oh yeah, chúng ta đã đi xong rồi. Mà không có ảnh live stream này. Đang ở đâu? Đố ai tìm được bọn mình ở đâu? Chúng ta sẽ biết sẽ đóng mất rồi ấy. Ai cả? Ơ, đứng ở đây từ chỗ đấy chứ. Nhưng mà nó đi mất rồi. Đi á? Đưa, không, đưa, hình như người ta. Đưa, cái này là chuyến cuối rồi anh ạ. Ờ, đưa đây chỉ chỗ. Vào đi. Đợi. Ơ, sao đứng đầu xe nữa? Đứng chỗ này này, chỗ này Hồ Gương em này. Đây á. Đứng xe lên.
đúng rồi. Đúng rồi. Xinh quá nhá. Một hai. Qua đây. Đúng rồi. Xinh quá nhá. Một hai. Rồi. Có mọi thứ được. Vâng ạ, em quay vlog. Ý, yêu đi. Yêu lắm. Em thích lắm nhưng mà em không có nuôi được. Gia đình chưa nuôi. Không ạ, không có thời gian nuôi. Vất vả. Em toàn phải sang nhà hàng xóm lấy về để cho ở phòng thôi. Yêu lắm. Ý. Đoạn này nó sẽ được lên vlog của em. Em thích chó lắm. Sống với muội cũng vui thôi. Thương lắm. À, con này con cá này. Cả hai con cá. À, hai con đều cá. Đứa mẹ con. Rồi, thích phốc lắm. Ngoan lắm, phốc khôn lắm. Đáng nhiều quá. Vâng. Anh đi dạo à? Ừ, cho nó đi dạo. Vâng. Yêu quá. Bye bye, cho anh ấy đi công viên với chú chó. Làm phiền anh ấy thế thôi. Bây giờ đi ăn gì? Đi ăn gì. Ừ. Lại lấy xe đi. Bảo mọi người là phải tắt rồi. Mình bọn mình đi ăn là mọi người phải tắt. Ăn zin đi chị. Sao này toàn ăn. Đó thì chả phải ăn thì sao trời. Anh béo không? Có anh ăn hết cái đây này. Có hai miếng nữa. Thôi hay. Mang về đi. Quấn. Người quá không ăn hết được. Người quá. Quay cả cái bye bye là gì cô? Bye bye là gì? Rồi. Lại coi TikTok mọi người. Quay như nào? Ơi thích tốt. Tốt. Mệt. Ai quay? Ra đây nhìn. 2 hours later. Anh nghe được chữ thunder là bắt đầu đi. Bây giờ gần 7 giờ rồi. Hai đứa đang ngồi nghỉ tí, còn mỗi hai đứa ở đây. Kia là con xe của bọn mình kìa. Đó. Bây giờ phải ngồi nghỉ. Buồn ngủ bạn ý đang kêu buồn ngủ quá. Đang tìm địa chỉ cháo lòng mọi người ạ. Hôm nay chắc hai đứa đi ăn cháo lòng, đang không biết ăn gì ấy. Nên là hai đứa sẽ hôm nay ngồi trên xe chắc có vẻ hơi say ấy. Nên là hai đứa sẽ đi ăn cháo một chút, tại vì mình cũng thèm ăn cháo á. Lâu lâu chưa được đi ăn cháo, hôm nay phải đi ăn cháo lòng. Thôi ngồi nghỉ một tí xong rồi hai đứa sẽ đi ăn cháo. Ok. Đi luôn không? Hả? Đi luôn không hay là? Đi bây giờ á?
Ờ, cũng được, đi. Đâu mệt chưa? Mất rồi. Vãi. Thật sự. Nằm đi. Vãi. Cái gì vậy trời? Không biết nói gì hơn. Tự tiện như của mình nhỉ? Bạn có thấy bạn tự tiện không bạn? Nhưng mà đây là người có cái nào để cho em? Hả? Em mượn một tí thôi. Mượn này. Nhưng mà đấy không có cái nào nằm ở trên đâu. Đấy á, có bằng chứng á, cứ đàng hoàng. Nồi dợ đi, cho uống một chút đấy. Cũng buồn ngủ thật sự luôn. Đi ăn mới hết buồn ngủ. Đang tìm chó lòng. Xem ở gần gần đây đi, xong rồi à. 2 hours later. Đi 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 bạn ơi, đổi thèm quá rồi. Hả? Đi nhá. Đỡ mệt chưa? Chắc được rồi đấy. Nhảy nhảy cái nào. Nhảy hốt. Ừ, nhảy hốt. Ý, ý. Rồi đi thôi. Đi. Tưởng thì dưới hâm đấy. Được, lần sau em có cái này cho anh. Có cái gì? Cái trên này. Ờ, trên mới. Tối nay em cứ tưởng bão. Ngủ quá. Không biết thật không? Đi thôi. Chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta sẽ đi ăn cháo lòng. Đi ăn cháo lòng nào. Đi rồi, mệt quá, buồn ngủ quá. Khá là buồn ngủ. Loát đường tí á. Vãi, lại không nhớ đường à. Qua mệt quá, mệt quá, mệt quá. Đi ăn cháo lòng phát tỉnh quá. Để mà đi ăn. À, có khi ăn cháo lòng xong mình đỡ mệt hơn. Ừ, tại nó có năng lượng. Anh 5-6 cân đúng không? Ngô Quyền đi đường này, ok, ra Hai Bà Trưng, ok, ừ. Ra Nhà Chung. Okay, okay. Đi thôi. Xong rồi thì nữa em còn thử anh về. Ờ. Đi thôi, anh đi bộ về. Ừ. Ừ, cũng ừ. Ừ. Đang buồn ngủ đó. Ủa, sao vừa nãy không để như thế này sẵn? Phải đóng vào không gì? À. Rồi. Đi thôi, đi. Ui. Nổ đi, nổ đi, nổ đi, nổ, nổ đều ga lên. Nó bị lạnh. Biết rồi, nổ đều ga đi. Để đều ga vào. Giữ yên. Không cử động. Chắc có lẽ mình sẽ đi được thôi. Chắc có lẽ, chắc có lẽ. Nó kiểu nó bị yếu mấy khi anh lên. Bố hay đi lung tung. Không. Cái là gì? Bố hay đi lung tung á. Ờ, ừ. Nhờ. Con không thích ở nhà. Ờ, à, bố không thích ở nhà. Con không thích ở nhà. À, bố hay đi lung tung nhưng mà con lại không thích ở nhà. Đúng không? Cái gì nhờ? Cái gì mà cùng bố đi hay... với bố nào? Mình đi giống khắp đất trời. Ấy, được rồi này. Thế, được chưa? Chưa được. Ờ, ôi, cầm tay lái đi. Trời ơi, cậu phải cầm tay lái chứ. Sao anh lại lái thế? Tớ thử gật ngã xem nó đi được không? Anh muốn rồi, sao anh lái hả? Ừ. Chết mất. Như nó không đi được. Đi được, vặn mày ngã lên, đúng rồi. Ờ, đúng rồi. Ơ, sao lại đi ở đây? Quả ai thật.
đi đi xuống đi, được được được, đi được đi được đi được, đảm bảo hứa đấy, đi được mà ra đi. Ui nào, ai ai ui dập rồi, dập mông dập mông dập mông. Ôi mưa rồi này, có một chút mưa rồi, thôi không sao, chúng ta đi thôi. Ôi chết, một cái điện thoại của tớ ở đâu? Từ từ, sao tớ có hai điện thoại đỡ đúng không? Thế cô lại, cô lại, cô lại. Ôi nhanh lên, nhanh lên. Em để đâu? Ôi chết, tớ để ghế ấy. Chết rồi, đi qua đấy, đi qua đấy xem. À? Như thế. Kia kia kia. Đây đây. Dễ dễ, xin đi, xin nói, xin nói. Thật á? Ừ. Đúng không? Ô. Tưởng cầm hết rồi chứ. Sao nhỉ? Đúng luôn. Ảo thật đấy. À. Rồi. Chết rồi. Tí thì mất cái con điện thoại. À. Chịu ơi. Có biết hát bài đấy như thế nào? Hát bài đấy đâu? Cái đấy là bài, cái đấy phải hát là La gì. Anh thử hát một đoạn đi rồi để em nhớ xem nào. Bố hay đi linh tinh, bố không thích ở nhà. Bố hay đi một mình, không thích ở nhà, thích đi cùng bố cơ đúng không? Có hò gì đâu con, nay đã lớn lên rồi, cùng đi với bố nào, mình đi tận khắp đất trời. À đấy, đấy là bài, bài tự tin lên em. À đấy là cái chương trình bố ơi mình đi đâu thế chứ? Đúng rồi, đúng rồi. Mai mà nhớ ra. Đỉnh quá, đỉnh luôn. Ơ, thế bây giờ mình đi đâu mình cũng không biết luôn. Ờ, thật ra đây, quán sứ này. Đi quán sứ á? Tại sao? Thế bảo là... Nhà Trung. Đến ngã tư thứ tư thì sẽ phải mà. Quán sứ, ừ thì chúng ta cùng đi với bố nào, mình đi tận khắp đất trời này, tự tin lên theo. Hỏi nhà chung đi đường nào anh? Anh có thể hỏi nhà chung đi đường nào? Vâng. Cảm ơn ạ. Cô ơi, bây giờ hỏi chung anh đường nào ạ? À? Nhà chung ạ. Nhà chung. Nhà chung. Nhà chung là biết cô đang ở cái này, nhà chung thì nó lại ở dưới cơ. Ở bên phải ạ. Ở hồ thông lợi ấy cơ. Cháu đi ra đây. Vâng ạ. Ở trên chi đi, à đúng rồi, sẽ là chỗ hàng khoai hàng bông này. Vâng. Xong nó đi qua phố Hàng Trống này. Xong vâng. Đấy là đấy là Hàng Trống. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Nó là con đi đây ngã tư, ngã tiếp này. Ngã tư đầu tiên là Hàng Mành không phải? Vâng. Ngã tư thứ 2, thứ 3 này đấy. Cháu cứ nhìn mấy đấy đấy chứ Hàng Trống. Hàng Trống là đấy. Đúng rồi. Vâng. Xong cháu hỏi nhà Trung thì ra. Vâng. Chào cảm ơn cô nhá. Chào vâng ạ. Chào cảm ơn cô. Vâng. Ê, đi chọc vào lưng tối. Cái đầu lại không được mua đồ đúng nào. Hàng yếu có nếu có gần về nhà em với nhau. Thế em phải biết đường chứ. Xe sao ngồi đi. Nhà em là em làm ba phòng cuối phường đây em cũng biết thầy luôn đấy. Hỏi cô. Cô, các cháu hỏi đường. Nhà chung đi đường nào cô? Sao nãy cô bảo rẽ hàng bông hàng gai cũng rẽ. Sao nãy cô bảo rẽ hàng bông hàng gai cũng rẽ. Sao lại lại hàng bông đi. Vâng. Giờ quay lại ra hàng bông. Cô bảo rẽ đi thì lại không rẽ. À. Vâng. Đây là. Vâng. Rẽ hàng bông đi nào, hàng bông nữa đâu. Ồ.
một nữa. Dạ vâng ạ, cảm ơn cô. Hai đứa nhiệt tình quá. Dạ thực sự. Dạ. Đi hàng trống. 2 hours later. Chú, cháu hỏi hàng bông ở đâu ạ? À, cháu cảm ơn cô ạ. À, ngại thế. Nhìn bịt kín thế, không biết là cô ấy chú. Đâu? Đây đúng không? Được chưa? Được chưa? Thế cô ăn thuốc bắc không? Đâu? Ở đâu? Cần tán thuốc bắc đấy. À, cháu lỏng đây. Chị ơi, không ăn cháu lỏng á? Ồ. Thế hả? Vâng. Cà phê này, cà phê nó gì? Thế quán nào ngồi được thì ăn. Gạt cái đấy vào đi anh. Tắt máy đi anh. Anh cầm cái này cho em đi anh. Ui. Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Ok. Đây đổ xe đó. Hả? Thì sao? Ở với hai đứa này đó. Bỏ được ra mà. Bỏ được ra mà. Bỏ được mà. Bỏ bóc thật. Để đấy. Con ơi cho con. Bỏ đi mà. Một hủ tiếu thôi, còn một còn gọi một món khác nữa. Bây giờ vào bát mì là hủ tiếu trộn nhá. Vâng ạ. Bát mì nước nhá. Một món khác nữa. Cháu thấy có 4 menu mà. Ở đây chỉ có một loại mì và dùng cả hủ tiếu thôi, có điều gì đâu cháu ạ. À thế ạ. Cháu ăn thì cô làm ạ. Vâng ạ, được ạ. Một hủ tiếu trộn nhá. Vâng ạ. Bát kia là bát gì? Vâng ạ. Bát kia là bát gì? Bát kia là bát gì? Bát gì? Sủi gà tôm tươi. Đã ăn được ăn bao giờ đâu mà biết? Hỏi. Đâu? Hủ tiếu đâu? Đây là sủi cảo. Mới. Còn đây là mì trộn à? Ngon không? Ngon đấy. Cho chanh. Phải cho chanh không? Phần này là phải cho chanh được. Ngon. Ăn quá mọi người ơi. Thank you. Có cắt chanh không? Hủ tiếu đây.
nhé. Đây là hủ tiếu. Đây là mì trộn chứ. Đây cho vào đây. Đây là hủ tiếu. Ngon. Có cần lấy cái bát này không? Em cho anh chứ em béo. Ngon. Cái này béo gì? Toàn bún. 2 hours later. Khi thông báo là trời bị mưa. Và bọn mình không mang áo mưa. Vâng, có bên lấy hả? Đây là, đấy, xong rồi chấm vào cái ô này. Đấy, là cái này của tớ. Còn ví dụ nhá. Đây, cậu nhặt này. Đó, cậu chấm lên này. Ok chưa? Cậu của tớ. Nhưng mà xong rồi không được động đậy á? Hay là không có được? Ừ, đúng rồi, nếu là nó động đậy là thua. Còn nếu mà lấy cái này thì nào? Lấy cái này là thắng rồi, nhưng mà không được động đậy là được. Nên là lấy như này được. Ừ, đúng rồi, được. Xong rồi lấy cái này nhưng mà không được động đậy là được. Thấy không? Sao mà biết là không được động đậy? Nhìn thấy chứ sao, không biết. Chơi không? Chơi không? Chơi. Thua thì làm sao? Hả? Thua thì phải cõng rồi. Không, bây giờ thua thì tớ sẽ làm một điều gì đấy cậu yêu cầu. Và tớ, cậu thắng cậu sẽ làm được một cái gì đấy cậu yêu cầu đúng không? Có được chọn sự thật hay thử thách không? Hả? Sự thật hay thử thách? Đây là trò chơi mà. Không, biết rồi, nhưng mà nếu có được chọn không? Chọn cái gì? Sự thật thì em hỏi anh một câu là đấy, em phải nói sự thật. Còn thử thách thì anh phải làm theo ý của em chọn ấy. Anh muốn chọn sự thật hay thử thách? Nếu mà anh chọn sự thật thì em hỏi anh thì anh sẽ phải trả lời sự thật cái câu mà em hỏi. Còn thử thách thì anh sẽ phải làm theo cái mà em bảo anh làm. Ok, nhất trí. Làm gì? Xin cô ơi, cháu mượn 10 cái bát, cháu mượn 10 cây đũa nhá. Vâng, ok ạ. 10 cây thôi, ok chưa? Nào. Mình đi. Đậu rồi, đúng rồi. Hai bên đây trước đi. Tất cả đều không thôi, bảo là không thôi đi. Hình như chưa đọng á. Phải chấm vào một cái. Chấm vào một cái chỗ nó không bị hở sông ấy. Ơi, Đậu rồi. Đậu rồi. Nghiêng lại. Xong rồi. Con mở ra để cơm nào. Phải mở. Nó vẫn lanh đênh nhỉ. Làm gì? Ai dạ. Kinh nhỉ. Chấm đi. Chấm đi. Đông rồi. Phải động rồi. Động rồi. Lấy đi. Ai lấy chả được. Đồng rồi. Đúng, lấy cái này. Không còn chấm nữa, bây cậu nhặt thôi. Nhặt gì? Nhặt để đấy thôi, tại vì không còn chấm nữa. Ba cái cuối không còn chấm. Đúng rồi, không để lắc cái kia là được. Ngốc thế. Gì? Được. Bây giờ thôi hòa rồi. Sao? Lại uy. Thôi tớ buồn ngủ lắm. Chết đồ lười. Nào, như nào, uy đi. Anh phải làm gì? Làm gì? Hòa thôi làm gì? Em muốn anh làm gì? Trong khi hai đứa không hả? What the hell? Đi đó. Đi đó. À, ăn cái này chay đi. Bỏ cô ý cho ít cái này ăn chay đi.
chịu em cái này đây. Thôi. Đừng ăn nữa. Mà đúng không? Ăn thêm gì ạ? Mà rồi thì thôi vậy. Thì thôi vậy. Thế mà em thì... anh. Em muốn gì? Nhưng mà bây giờ hòa rồi em làm sao mà muốn được? Em muốn mà được à? Thôi đi ngủ đây. Đi ngủ một tí đấy. Không ngủ đâu. Mưa quá. Bố mà giờ. Cho em mượn bát thôi. Cho ngủ đây nhá. Hiện tại là trời vẫn mưa mọi người ơi, nên là chưa thể về được, hai đứa không mang áo mưa ấy. Đó, trời vẫn mưa này, mà bây giờ hơn 8 giờ rồi. Này 8 giờ rồi, 8 giờ 20 rồi. Muốn về đấy mà trời mưa. Hai đứa không có áo mưa luôn ý. Bây giờ phải làm gì đây? Hai đứa sẽ đi đâu? Tôi sẽ hỏi các bạn đi. Đâu? Bây giờ trời mưa thì hai đứa đi đâu được? 201 đi về nhà. 201. Nhà? Lấy nhà nghỉ à? Cái nhà gì? Phải nói. Đi đâu phải nói. À, hay là đi vào nhà em không? Đi nhá. Hỏi mẹ xem. Và trời mưa nè, cái Jin vào đây ké đó. Thế mẹ đồng ý không? Hỏi mẹ đi. Rồi thì mẹ thế nào? Ủa, quần dây thôi. Lâu luôn. Cô ơi, có cái gì ăn vã không cô? Có gì đây? Đây, cái này ăn vã nhá. Gan được. Cho cháu gan. Chỗ này bao nhiêu đây? Thanh toán luôn. Ăn hết luôn. Gan luôn. Ăn gan rồi. Ăn gan. Ăn cái này này. Ôi, cái này bao tiền một cái ạ? 3.000 một viên đấy. Đấy. Ăn hết. Ủa, không ăn hết được chỗ này đâu. Ủa, nhiều quá. Bao nhiêu nào? Đấy, chỗ này. Chỗ này nha. Được. Thôi cho chấm mấy cái gì đi. Cái bột canh cho tôm ớt. Được, được, cho tôm ớt. Mời mọi người đi lại ăn. Lâu lắm mới không ăn gan. Cảm giác ăn gan rồng. Ngon. Ngon quá. Ôi. Wow. Nên là hai đứa bắt đầu đi về. Hả? Thế lên theo thử tối trên phòng. Tóc mỡ này ăn món gì có tóc mỡ? Đưa đây tớ. Nhưng mà có cần nước không? Có cần nước không? Không có mình, bà mới thấy bà lao đao. Có em đấy bà nhé. Không cần tươi xịn mà. Lo cái là nó là da trơn. Da trơn không? Về thôi, chắc là hai đứa sẽ không đội mũ bảo hiểm mọi người ạ. Hai đứa sẽ... Bây giờ có lai tớ ra bến xe đã chưa? À ra ga tàu đã chưa? Về nhà. Ồ. Đi về nhà. Đi về nhà cậu hả? Xin phép mẹ chưa? Bảo xin phép mẹ chưa? Ơn 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 ơn. Ơn đi. Ủa, ướt hết nông. Đi thôi. Hả? Lát nữa rồi. Có ai thật, cách nhà có xíu à. Thế không phải lát. Lạnh lạnh, ui dồi ui dồi. Ui dồi, xe. Chịu ạ. Ui xe, ui xe, ui xe, ui. Ui. Ui, cẩn thận rồi đó. Tất cả phải cẩn thận. Ai nè. Gần chỗ Long Biên rồi này. Gần chỗ Long Biên kìa.
Ok, chết máy rồi. Chết không. Nào. Để đi luôn. Để đi luôn nhỉ. Đi. Ga mạnh lên là đi. Ủa lạnh thế, lạnh nhở? Uống sữa. Lạnh thế này ừ. Lạnh vãi. Lạnh. Ủa. Vãi xe. Xe như kiểu uống nước ấy. Đang bị sặc nước. Đang bị sặc xăng. Xe sặc xăng. Đấy lại ọc ọc ọc. Gần cầu Long Biên này. Đúng không? Đâu, không biết đâu ta. Ủa xe. Ủa. Gắt thế. Lạnh quá. Chậm thôi. Hả? Mũ này to, rất là thích. Mũ này to á? Ừ. Cũng được. To. Ừ. Dày nhở? Được cái mũ hai lớp dày vãi. Cái gì đấy? Lạnh á? Lạnh á? Thế tớ like cho. Xuống tớ like cho nào. Nghe. Hả? Hả? Thôi anh chở cho. Nhưng anh không biết đường. Em phải chỉ đường cho anh nhá. Ôi. Lại yếu còn ra gió à. Ây. Ây ướt. Ui bạn ơi. Bạn lại dám vào giày của tôi rồi. Bạn à. Cái gì mà ớ. Anh có ăn giày không? Tôi gì. Về lau được. Đeo con ra dưới sóc đi. Chỗ còn ra. Trên đường nói chuyện ấy. Có chân trống không? Có chân trống không? Không. Bởi lạnh. À không lạnh lắm. Bình thường mà. Lạnh đâu. Tiêu thôi. Bình thường. Tớ còn không chịu được lạnh còn cậu ấy. Anh chịu có không? Đúng rồi, anh cũng không chịu được lạnh. Anh không chịu được lạnh bằng em mà. Giờ đi đường nào? Thẳng. Ở đây. Đi nha. Giả tớ sóc kia hay là cậu lấy sóc đấy? Cậu lấy sóc này à? Chả biết tại sao cậu lấy cái đấy rồi. Nó có mùi của anh đúng không? Như thừa. À, đưa cho xin 20. Để về. Bye bye. Phùng Phan. Vâng. Hình như là còn mỗi mình thôi. Chỉ còn mỗi mình. Em chào anh. Ở đâu? Oh. Hey.
vậy thôi. Tôi về xong ở đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ Jin trong suốt thời gian qua. Cảm ơn rất nhiều luôn. Bye bye. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye. Vẫn vào Shopee gõ JinBG ra shop của mình. Rồi, nốt hôm nay thôi. Đến đúng 11:59 đêm nay, nghĩa là sẽ sang ngày 26 ấy, thì Jin sẽ không bán hàng nữa và Jin sẽ nghỉ ăn Tết. Thì tất cả những cái hàng đặt ấy thì sẽ phải ra sau Tết mới lấy được nhá. Thì mọi người cố gắng trong hôm nay thôi, mọi người cố gắng mua hàng của Jin đi. Thì mẫu này đây này còn rất là ít, chỉ còn 6 và 16. Áo này thật ra Jin thấy đẹp mà, đặt nốt trong hôm nay đi. Ok, thì tất này. Ok, sóc nhá, thông báo các bạn là sóc hết hàng rồi, không còn hàng nữa đâu. Ok, lại phải đợi ra Tết thôi. Quần này, tất này, giày này, áo này, thì nói rồi, tôi này khá là thích cho những bạn nào thích đi thấp cổ. Nó là hàng theo. Ok, trên Shopee còn size nào thì nhà mình có size đấy thôi, chứ không còn thêm hàng đâu. Đấy. Ok, thì đôi Indo này này còn rất nhiều, nên mọi người cố gắng cho hôm nay thì xử lý nốt đi. Ok, thì thế thôi, nốt hôm nay thôi, hứa là nốt hôm nay là không còn cho các sếp mua nữa đâu, tại vì là phải ra Tết, các sếp đặt hàng phải ra Tết mới nhận được hàng nhá. Ok.